Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với đại lý Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt em đây là chiếc Hyundai Grand 10 phiên bản sedan bản hai đầu màu trắng, số tự động bản cao nhất. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật chính sách giá i10 thời điểm mà cuối năm 2023 âm và đầu năm 2024 dương, và cũng như là báo giá lăn bánh cũng như những màu xe sẵn giao của Hyundai Grand 10 để cho quý chị có thể lựa chọn một chiếc xe đi Tết cũng như là tránh mưa rét trong thời điểm là thời tiết mùa đông lạnh giá như này. i10 thì hiện tại em có sẵn một chiếc sedan màu trắng này giao ngay, và giá bán của đại lý có hỗ trợ cho quý khách hàng đó là khoảng 420 đến 422 triệu, và giá lăn bánh về thị trường Bắc Ninh thì đâu đó rơi vào khoảng 470 triệu. Còn phiên bản một đầu bản 1.2 AT, bản một đầu cao nhất hatchback ấy, thì bên em cũng sẵn màu giao ngay như là màu trắng màu đỏ, xuất 20, tức là tất cả những cái xe i10 hiện tại bên em là đang có xe là sản xuất 2023 thì giá sẽ tốt như vậy. Tất cả các xe đều tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm, rồi là phim cách nhiệt, rồi là trải sàn da, rồi là bọc vô lăng. i10 một đầu thì bên em có xe sẵn màu trắng và đỏ, giá bán hiện tại bây giờ thì rơi khoảng 402 đến 404 triệu tùy từng màu xe, và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh thì rơi vào khoảng gần 450 triệu. Đó, i10 thì vẫn thế, vẫn là một cái chiếc xe bán chạy nhất trong phân khúc xe hạng A và có thương hiệu tốt. i10 bản tự động bản sedan này thì anh chị có thể thấy là cái tông màu của xe thì nó sẽ sáng hơn bản một đầu một chút, nó sẽ có viền chì đỏ này, rồi là màu màu xám kem. Rồi thì là ghế của xe thì trang bị đó là ghế nỉ pha da, điều hòa chỉnh cơ này, đèn ổ start top. i10 hai đầu sẽ có một cái chiếc, có một cái cốp sau rộng hơn thì giúp cho quý anh chị có thể là tận dụng được để làm dịch vụ và để chở đồ và được nhiều hành lý hơn khi mình đi công việc. Còn động cơ và hộp số thì đều giống Hyundai i10 1.2 AT hatchback, là nó động cơ 1.2 AT và dẫn động hộp số là hộp số 4 cấp. Đằng sau của xe thì được trang bị cửa gió điều hòa cho ghế phía sau kèm cổng sạc như i10 bản thấp vậy. Hàng ghế sau thì anh chị có thể thấy là cái độ ngả lưng ghế tốt này. Rồi đến với phần tiêu hao nhiên liệu. Tiêu nhiên liệu thì ở đây chúng ta sẽ có cái bảng tiêu nhiên liệu trong đường kết hợp là khoảng 6 lít này, trong đô thị khoảng hơn 8 lít và khoảng ngoài đô thị thì khoảng 479 lít. Em xin lỗi, 4,79 lít. Vâng. Phía sau thì cũng được trang bị đó là hai cảm biến hỗ trợ đỗ xe và có camera lùi. Cảm biến áp suất lốp thì cũng đều được trang bị cho cả hai phiên bản một đầu và hai đầu. Đó, ở đây chúng ta sẽ có đèn halogen phản xạ đa hướng. Đây là bóng pha cốt thì là chung một bóng. Đó, cái phản xạ đa hướng này giúp quý anh chị đi trên những cái con đường cái chùm xi sáng nó sẽ tỏa rộng ra hơn thì giúp cho chiếc xe của mình có tầm quan sát tốt. Đây là đèn sương mù của xe, đèn gầm đấy thì sẽ giúp cho quý anh chị. Đây là đèn halogen chiếu có bóng chiếu projector thì cho chùm sáng hội tụ thì nó sẽ phá sương tốt hơn cho quý anh chị. Phiên bản 1.2 hatchback thì nó sẽ có thêm một cái công nghệ như là ở ga tự động cruise control này, và có được trang bị thêm đó là hệ thống ghế da, ghế phun da luôn. Ở đây thì là sẽ có da pha nỉ ạ. Hiện tại thì bên em vẫn đang có hỗ trợ chương trình trả góp cho quý khách hàng là tối đa 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa là 8 năm cho khách hàng cá nhân. Với khách hàng doanh nghiệp thì là 70% giá trị xe và thời gian vay cũng là 8 năm. Đó, lãi suất thì tương đương bây giờ rơi khoảng 0,7% trên một tháng. Ví dụ anh chị vay 100 triệu thì sẽ tính lãi là khoảng nói quanh 700.000 đồng trên một tháng. La răng của xe thì được trang bị với kích thước đó là 15 inch cho cả hai phiên bản, bản hai đầu và bản một đầu. Nếu anh chị quan tâm đến Hyundai Grand 10 thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình để em có thể tư vấn giá rõ ràng hơn, và anh chị
quan tâm đến phần trả góp cũng vậy, em sẽ tư vấn lãi suất chi tiết và lăn bánh chi tiết hơn đến những cái nơi mà anh chị cần lăn bánh chiếc xe này về. Em xin chào và cảm ơn anh quý anh chị đã theo dõi. Xin cảm ơn, gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.